Tháng 10 ghi nhận sự tăng trưởng doanh số của rất nhiều mẫu xe trên thị trường. Theo VAMA, trong tháng vừa qua, doanh số bán hàng toàn thị trường là 31.607 xe, cao hơn đáng kể so với con số 26.848 xe của tháng trước đó. Ngoài các mẫu xe vốn đã bán chạy trong một thời gian dài, bảng xếp hạng doanh số thời gian gần đây nói chung và tháng 10 nói riêng, còn có sự góp mặt của một số mẫu xe có sự bứt phá. Ba sản phẩm nổi bật có doanh số tăng trưởng khá tốt có thể kể đến là Toyota Corolla Cross, Kia Seltos và Mitsubishi Ace. 1. Mitsubishi Ace. Không phải xe bán chạy nhất phân khúc, nhưng Ace tháng 10 đã có thành tích đáng chú ý khi bán được 758 xe, vượt qua Kia Sonuto 726 xe để vươn lên vị trí thứ 3, chỉ đứng sau Hyundai Accent và Toyota Vios. Thậm chí phía đại lý còn cho biết lượng đơn chờ giao xe Ace còn rất nhiều, mở ra cơ hội cho mẫu xe này hoặc duy trì vị trí, hoặc có thể vươn lên trong những tháng kế tiếp. Xếp dưới mẫu sedan hạng B của Mitsubishi còn có Mazda 2 sedan, Honda City và Nissan Sunny với khoảng cách doanh số khá lớn. Mazda 2 sedan chỉ bán được 276 xe. Doanh số City còn đúng 8 chiếc, một phần do dọn khó đón mẫu mới. Ace có hai phiên bản điểm mạnh của mẫu xe này so với các đối thủ là tiết kiệm nhiên liệu hơn 5 lít trên 100 km hỗn hợp và mức giá bán thấp, chỉ nhỉnh hơn một chút so với xe hạng A từ 375 triệu đến 460 triệu. Ace được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tương tự Mazda 2. Các mẫu xe như Vios, Accent, Sonuto hay City đều là xe lắp ráp tại Việt Nam. 2. Toyota Corolla Cross. Trong tháng 10 này, Toyota Corolla Cross vươn lên vị trí bán chạy thứ 8 tại Việt Nam. Mặc dù là xe mới ra mắt vào tháng 8, Corolla Cross có doanh số bán hàng khác tích cực khi tháng 9 đã bán vượt mốc 1.000 xe và tháng 10 đạt 1.548 xe. Hiện tại, số lượng đơn đặt hàng mẫu xe này đang lớn hơn nguồn cung xe có sẵn. Corolla Cross được định vị ở giữa hạng B và C, tức là cạnh tranh với cả Tucson hay HR-V. Mẫu xe gầm cao đa dụng hoàn toàn mới của Toyota nổi bật ở thiết kế trẻ trung và nhiều công nghệ an toàn hiện đại. Đây là mẫu xe phổ thông duy nhất tại Việt Nam có tùy chọn động cơ hybrid. Giá Corolla Cross cũng nằm giữa các đối thủ ở phân khúc B và C. Mẫu xe này có 3 phiên bản, giá dao động từ 720 triệu đến 910 triệu. Tuy nhiên, khách mua Corolla Cross có thể phải chọn lấy thêm phụ kiện tại đại lý, với trị giá 20 đến 30 triệu mới có thể nhận xe sớm trong năm nay. Xe được nhập từ Thái Lan. 3. Kia Seltos. Seltos tháng 10 cũng gây bất ngờ khi kịp lọt vào top xe bán chạy và đứng ở vị trí thứ 10. Doanh số Seltos tháng vừa qua là 1.402 xe, tăng 152 xe so với tháng trước đó. Nếu không tính Corolla Cross, ở hạng B thì Seltos là xe bán chạy nhất phân khúc lật đổ ngôi vương của Kona. Hiện tại, mẫu xe này đã không còn được nhận đặt cọc do hết hàng, nhà máy không kịp lắp để trả xe trong năm. Ra mắt vào tháng 7 nhưng đến đầu tháng 9, Seltos mới bắt đầu được bán tại đại lý. Mẫu xe gầm cao hoàn toàn mới của Kia được quan tâm nhờ có thiết kế trẻ trung, không gian rộng rãi so với các đối thủ và khá đầy đủ các trang bị cần thiết. Giá Kia Seltos dao động ở mức tầm trung trong phân khúc B, từ 599 triệu đến 719 triệu. Mẫu xe này được lắp ráp trong nước, nên được hưởng ưu đãi 50% trước bạ cho đến hết tháng 12. Xe cộ,